giáo viên trình báo bị bạn trai nước ngoài lừa 6,2 tỷ đồng. Trình báo với cảnh sát, nữ giáo viên nói cô ta bị người đàn ông nước ngoài quen qua Facebook lừa hơn 6 tỷ đồng. Ngày 4 tháng 10, Công an tỉnh Bến Tre cho biết cơ quan điều tra vừa tiếp nhận đơn trình báo của nữ giáo viên tại huyện Mỏ Cày Bắc về việc bị lừa đảo qua Facebook số tiền 6,2 tỷ đồng. Theo trình báo, khoảng một năm trước, nữ giáo viên này quen một người đàn ông nước ngoài xưng tên là Danny Harry, quốc tịch Hoa Kỳ, sau đó hai người kết bạn trò chuyện qua Facebook. Đầu tháng 8 vừa qua, Danny Henry nói sẽ về Việt Nam để cho nữ giáo viên 550.000 USD, khoảng 13 tỷ đồng. Sau đó, nữ giáo viên này nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại đến. Những người này xưng là nhân viên sân bay, phủ kho, hải quan và yêu cầu nữ giáo viên chuyển tiền vào tài khoản, đóng các loại phí, tiền lót tay cho giám đốc sân bay thì mới nhận được số ngoại tệ trên. Tưởng thật, từ tháng 8 đến ngày 26 tháng 9, nữ giáo viên này đã nhiều lần chuyển tổng số tiền 6,2 tỷ đồng cho họ. Chờ lâu, nữ giáo viên này không nhận được tiền và nghi bị lừa đảo nên trình báo cảnh sát. Người phụ nữ chăn dê, mất 40 triệu đồng, từ trò lừa trúng thưởng. Đang chăn thả dê ngoài đồng, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Thông báo, trúng thưởng số tiền hơn 180 triệu đồng, và hiện vật là chiếc xe máy đắt tiền, chị Huỳnh Thị Hà, 42 tuổi. Ngụ phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, đã nghe lời của nhân viên tổng đài, đến nhiều tiệm tạp hóa tại địa phương. Để mua thẻ cào, và nạp tiền cho đối tượng lừa đảo, số tiền gần 40 triệu đồng. Cuộc gọi lạ, từ nhân viên tổng đài. Mặc dù mất gần 40 triệu đồng, tiền mua thẻ cào, để nạp cho các số điện thoại, theo yêu cầu, của nhân viên tổng đài. Nhưng thời gian đầu, chị Hà vẫn chưa tin mình bị lừa, và thi thoảng, vẫn giữ liên lạc với người này. Mãi đến khi chúng tôi đưa ra nhiều thông tin về trò lừa đảo này, thậm chí nói chuyện với kẻ lừa đảo ở đầu dây bên kia, và kẻ này vội vàng cúp máy. Khi thấy bị sờ gãy, thì chị Hà mới tá hỏa với số tiền mình đã bị mất. Chị kể, khoảng trưa ngày 25 tháng 6, năm 2018, chị nhận được cuộc gọi từ số máy 016-669-3752. Người này xưng là nhân viên tổng đài và thông báo số thuê bao chị đang dùng được nhận giải thưởng quay số may mắn của tổng đài, một tập đoàn viễn thông lớn trong nước. Với tổng trị giá tiền thưởng 180 triệu đồng, gồm một xe máy SH và 100 triệu đồng tiền mặt. Không để chị Hà kịp nghi ngờ về giải thưởng, nhân viên tổng đài đã ngay lập tức đề nghị chị cung cấp số chứng minh nhân dân, hộ khẩu, địa chỉ nơi ở để làm hồ sơ nhận thưởng và đăng ký xe. Do chỉ biết sử dụng điện thoại di động túi bắp, không thể chụp hình, nên các thông tin về chứng minh nhân dân, hộ khẩu, chị đều phải đọc, để nhân viên tổng đài ghi chép cẩn thận. Đồng thời người này cho biết, chỉ 3 đến 4 ngày nữa. Khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục, công ty sẽ mang tiền mặt và xe đến trao tận tay cho chị cùng gia đình. Nhân viên tổng đài còn nhắc chị phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, quần áo tươm tất, có khuôn viên trang trọng để lãnh đạo công ty về trao thưởng. Ngoài ra, trong khi trao thưởng, còn có cả phóng viên báo chí, truyền hình đến quay phim đưa tin. Nhân viên tổng đài cũng đặc biệt lưu ý với chị là tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ thông tin cho bất cứ ai, kể cả chồng, con và người thân trong gia đình. Vừa đề phòng kẻ xấu, vừa để tạo sự bất ngờ. Gom hết thẻ cào, nộp tiền cho kẻ lừa đảo. Trong lúc chờ đến ngày nhận giải và tạo sự bất ngờ cho gia đình, nhân viên tổng đài tiếp tục gọi điện hối thúc và yêu cầu người phụ nữ chăn dê vốn nghèo khó, cần phải đóng các loại phí cho công ty trước khi nhận được quà trúng thưởng. Các khoản phí gồm thuế thu nhập cá nhân, phí đăng ký tên chủ xe máy, phí vận chuyển, với số tiền hàng chục triệu đồng. Để thuận tiện cho gia đình, nhân viên tổng đài hướng dẫn chị. Chỉ cần mua thẻ cào điện thoại để nạp vào cho hai số điện thoại khác là được. Vì được nhắc nhở, phải giữ bí mật, nên chị đã đến nhiều tiệm tạp hóa gần nhà, gom hết thẻ cào mệnh giá từ 100.000 đồng, 200.000 đồng. Cứ sau 1-2 ngày, nhân viên tổng đài tiếp tục hối chị đóng thêm nhiều khoản tiền nữa để làm từ thiện, tặng quà trẻ em nghèo. Mồ côi, tiền thuê đoàn quay phim, tiền quà để đoàn tặng. Tất cả đều được yêu cầu nộp qua thẻ cào, khi thì 2 triệu đồng, lúc thì 5 triệu đồng. Càng lúc, số tiền đối tượng lừa đảo đề nghị chị đóng càng nhiều, dù có chút nghi ngờ. Nhưng do số tiền đã nạp vào quá lớn, chị đành tiếp tục làm theo lời của nhân viên tổng đài để mong sẽ nhận được phần thưởng. Như đã hứa, mấy ngày sau, thấy nhiều dấu hiệu bất thường của vợ, anh Lê chồng chị,
tra hỏi, thì chị này mới kể chuyện. Mình trúng thưởng, và đã nạp tiền, theo hướng dẫn để nhận thưởng. Đi một số tiệm tạp hóa gần nhà, chủ các tiệm này. Cũng khá bất ngờ, khi thấy chị, mua một số lượng lớn thẻ cào, nhưng không biết, sử dụng để làm gì. Nhiều người cũng đã cảnh báo có thể bị lừa. Nhưng chị vẫn bỏ ngoài tai. Về nhà, anh Đê yêu cầu vợ, đưa sổ tiết kiệm thì tá hỏa, khi thấy số tiền gần 40 triệu. Đã được vợ rút ra, để mua thẻ cào. Sự việc sau đó, được gia đình trình báo lên công an địa phương, nhưng việc điều tra để lấy lại tài sản, thì chẳng khác gì mò kim đáy bể. Đưa hơn 86 triệu đồng, nhận 4 tờ vé số độc đắc. Một bà thầy cúng, nhận hơn 86 triệu đồng, và hứa, giúp một cặp vợ chồng hiếm muộn. Sinh được con cái, và trúng 4 tờ vé số độc đắc. Ngày 14 tháng 8, anh Nguyễn Văn Ngọc, 33 tuổi, chủ một quán cà phê ở Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, cho biết công an phường Thuận Giao vừa mời anh lên cung cấp lời khai liên quan đến việc anh bị bà Bùi Thị Lý, 50 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, lừa tiền. Thông tin ban đầu, bà Lý thường đến quán của vợ chồng anh Ngọc ăn cơm trưa, uống cà phê. Bà Lý khẳng định mình là người biết trước vận mệnh người khác. Qua nói chuyện, bà Lý nắm được thông tin. Vợ chồng anh Ngọc cưới nhau được 9 năm, nhưng chưa sinh được con, nên tặng hai chai nước thánh, và khẳng định uống nước này vài tháng sau sẽ đậu thai. Bà Lý còn phán rằng, gia đình anh Ngọc có người chết trẻ, hồn ma ấy sẽ khiến anh khổ sở. Nghe vậy, anh tin lời bà Lý hơn. Vì anh Ngọc có người em họ, vừa chết do tai nạn giao thông. Bà Lý yêu cầu anh Ngọc đưa tổng cộng hơn 170 triệu đồng. Để bà lo lễ cúng, giúp vợ anh chồng anh thịnh vượng, có thể sinh con. Đặc biệt, bà Lý còn khẳng định sẽ làm phép giúp anh Ngọc trúng độc đắc. Tin lời bà Lý, từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8, anh Ngọc nhiều lần đưa cho bà Lý tiền, tổng cộng hơn 86 triệu đồng. Ngày 10 tháng 8, bà Lý nói anh Ngọc đi mua 4 tờ vé số, có đuôi 61, sau đó bỏ 4 tờ vé số này vào phong bì niêm phong. Chiều ngày 13 tháng 8 mở ra, sẽ trúng độc đắc, trị giá 8 tỷ đồng. Đến ngày 12 tháng 8, dù chưa mở phong bì, nhưng anh Ngọc chắc chắn mình không trúng độc đắc, vì số độc đắc sổ không có đuôi 61. Anh Ngọc báo vụ việc cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thuộc đội phòng chống tội phạm, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo yêu cầu của anh Hải, anh Ngọc gọi điện cho bà Lý, nói rằng sẽ đưa thêm tiền cho bà Lý để làm phép, rồi mới khui phong bì chứa vé số. Bà Lý vừa xuất hiện, nhận 60 triệu đồng từ tay anh Ngọc, thì hiệp sĩ ập vào bắt quả tang, giao đối tượng cho công an phường Thuận Giao. Kỳ lạ miền Tây, tượng Phật Di Lặc hiện hình trên cây khế giả. Tượng Phật Di Lặc, Phật Quan Âm, ba ông Phúc Lộc Thọ lần lượt xuất hiện trên cây phát tài, cây khế ở miền Tây, khiến nhiều người ngạc nhiên, thích thú. Nhiều người rất ngạc nhiên khi thấy trong vườn của anh Trần Quốc Việt, ngụ phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, có tượng Phật Di Lặc, Phật Quan Âm hay bộ tượng Tam Đa Phước, Lộc, Thọ được khắc vô cùng đẹp mắt trên cây phát tài, cây khế vẫn còn sống tươi tốt. Anh Việt kể, trước đây, anh đã thử điêu khắc trên những thân cây chết, nhưng thẩm mỹ không đẹp. Trong một lần thấy người hàng xóm chặt bỏ cây phát tài lớn, nên anh xin về trồng, và từ đó nảy sinh ý tưởng điêu khắc trên thân cây sống. Sau khi cho ra sản phẩm ưng ý, cây vẫn sống khỏe mạnh, nên tôi quyết định điêu khắc trên các cây phát tài, khế, mận, anh Việt nói. Bằng đôi bàn tay điêu luyện tỉ mỉ, trên những thân cây phát tài, cây khế, anh Việt đã khắc thành hình ông Di Lặc tay cầm thỏi vàng, thân hình mập mạp, phúc hậu với nụ cười hoan hỉ đặc trưng, hay ba ông Phước Lộc Thọ, vẻ mặt tươi vui, sinh động như mang niềm hạnh phúc đến cho mọi người. Tất cả những tượng này đều được chạm trổ thẳng lên cây. Anh Việt tiết lộ, để tạo nên những tác phẩm độc đáo, đẹp mắt này, phải chọn những cây phát tài, khế, phải trên 10 năm tuổi, lúc này cây đã già, có kích thước và độ cứng cần thiết. Khi bứng cây về, phải chăm sóc cho cây, đủ sức sống trở lại, rồi mới tạc tượng từ từ lên. Sau khi tạc tượng xong, thì xử lý hóa chất, cho chết phần chạm trổ trên cây, tránh trường hợp theo thời gian, tượng bị biến dạng. Đây là một trong những công đoạn cực kỳ công phu, quyết định chất lượng của sản phẩm, anh Việt nói. Sau khi khắc xong, thì phần tượng sẽ được phủ lớp keo và sơn nhũ vàng chuyên dụng, để da cây liền lại, giữ được đường nét lâu dài, cây sẽ đâm chồi và tiếp tục sinh trưởng. Anh Việt nói, tùy theo từng loại cây được khắc tượng lên mà có giá khác nhau. Trung bình mỗi cây có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Tôi vừa bán gốc cây khế, khắc tượng ba ông, Phúc Lộc Thọ,
cho một khách hàng ở Sài Gòn, với giá 50 triệu đồng. Anh Việt tiết lộ,